xuống đâu. Đó, 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 đó. Lục, 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 thấy không? Ôi, lụm nữa ơi. Sư phụ lụm nữa ơi, sư phụ ơi. Xin chào cả nhà và tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người cả nhà mình luôn được dồi dào sức khỏe nha cả nhà. Nay Kiên tiếp tục đi bắt cá theo đi chụp chụp theo máy cắt nha cả nhà. Nay Kiên mới tới à. Mấy anh em thì bắt sáng giờ chưa ai giờ chưa đang cho mình chưa nè cả nhà. Đó. Thấy mấy anh em đứng quá trời luôn. Anh em đứng người chỏ chưa, còn Kiên đứng trên này tí nữa rồi xuống luôn. Trời bên kia mấy anh em bơi nè. Bơi hả? Thấy không? Hả? Bơi, từ lưng bơi. Đó, thấy chưa? Ghiền, cái này là ghiền. Ghiền. Kìa, bắt cá được luôn rồi kìa. Sau lưng có con cá luôn nè. Anh kia anh bắt được luôn kìa. Nè, kìa. Vô lộn. Ôi, hai người luôn. Hên dữ vậy. Rồi, kia không có rồi. Mẹ nó sâu quá bác. Nay bữa nay về đồ được lên mạng luôn. Nay hên dữ vậy. Xuống cái lụm luôn. Ồ, nước nước hơi nhiều ha. Qua wow, sao nước. Có được không? Được để tôi bắt cho. Ờ, cá này bự rồi kìa. Chắc cá bự rồi. Tại giờ con cá gần tay vậy. Rồi cá bự rồi. Con có cái đế cũng kinh. Cá bự rồi. Cá bự rồi. Wow, cá cỡ này con nè, đó. Quá. Wow. Tiếng đủ đứng sát bên không bắt. Rồi cá. Cá quá trời hết biết cá luôn à. Mập dữ luôn. Rồi, 500 anh em kìa. 500 anh em tới. Quá. 500 anh em. Ở đây mấy anh em bắt trước không được đâu, một vỏ luôn nè. Quá trời cá rồi nha. Này chú la bắt quá trời cá kìa. Chi cái lóc gì đúng như kìa. Chiếm chỗ đứng rồi. Cái chi chà bá luôn á nha. Được chưa? Quá ngon luôn. Rồi nhà vô luôn. Đường con rồi nha ơi. Mở hàng, mở hàng, mở hàng. Đi mở hàng cả nhà. Mở hàng cả nhà ơi. Đây đi. Cuộn lóc 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 cả nhà ơi. Lóc lóc lóc. Mở hàng cho con lóc. Con lóc cả nhà. Con lóc cả nhà ơi. Đây. Con cá lóc cả nhà ơi. Quá đã luôn cả nhà ơi. Con cá lóc. Mở hàng. Vô rồi nha ơi, xuống kia anh lụm rồi. Quá trời đông rồi. Vô chưa? Đó. Vô rồi. Cắt xong luôn rồi. Còn bên bển nữa. Còn bên bển nữa hả? Nhìn được con cá đây. Quá đông này, thấy bắt đông quá ta. Cùng hơn mà nước quá. Theo mà nước ít là cá lắm này. Nước thì nước nhiều quá. Đúng rồi. Đang bắt con cá này. Chi nha. Bự rồi, cá này nó bự á. Nước lớn này cá bự lắm. Cá mập nữa. Thì chưa. Đó, ui đồ. Wow, mập thiệt. Fan fan mấy fan quá trời luôn. Gặp mấy anh em cũ quá trời luôn. Ồ, nước lớn rồi nha. Này mà nước nhỏ là cá quá đã luôn. Kia lụm hàng. Mẹ ơi. Lụm 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 lụm. Ô, cái gì vậy? Là, wow, ô, mở màn luôn hả? Mở màn, cũng là mở màn luôn. Mở màn. Wow.
mà nước nó hơi sâu. Nước hơi sâu thôi. Nước rồi. Kế bên mình luôn. Kế bên kia luôn. Nước gom là chín rồi cả nhà. Quay không nghe cả nhà, quay video hôm nay mấy anh em nôm được quay chứ mà để quay tôi thấy cá nó quên là nó mất tiêu nên kêu không quay được á, khó nó chán rồi lỗm. Trứng rồi, bên kia nôm nữa, bên kia nôm luôn, bên kia xa quá, bên nôm rồi dính rồi, bên đó dính rồi, đường nào cũng dính hết chứ, dính chưa? Dính rồi. Ồ, mẫu này có cá nhiều quá, mẫu này cá nhiều quá nha, đang bắt luôn, ôi bên đó xa quá, kia không quay đâu, chuyện được con nữa cả nhà ơi, để coi cá gì nữa cả nhà. Cái gì nhà mà anh em hỏi sao bắt cá lâu quá vậy? Tại vì biết sao không cả nhà? Cách chia bắt từ từ mới được cả nhà ơi. Bắt nhanh quá thì là bắt nhanh quá không được, mình có từ từ nha. À, đấy không? Ông đường cái đường con nữa. Đây nè cả nhà, còn cái chè đầu tiên luôn cả nhà ơi, nãy cái lắp này cái gì cứ cái bên đường con nữa đó cái anh mình. Chè này nó lên sao không? Đi biết lâu nó mới lên đấy nha. Chè nôm. Chè đi kiếm con. Đó. Vinh ông sư phụ. Rồi, lụm nữa rồi. Sư phụ lụm nữa rồi sư phụ ơi. Bên đây bên đó luôn kìa. Wow, luôn. Quá êm rồi. Mở màn cái nãy là suôn sẻ luôn.
quá đỡ rồi. Đây, trứng không à? Hả? Con thác lát. Hả? Thác lát hả? Ở đây con thác lát đây nè. Quá, cả này thì đi. Dạ, thác lát. Còn đường cuối cùng nữa nha. Rồi mất tiêu rồi. Chơi siêu phụ, đúng là siêu phụ đi. Mình đứng kế bên mà không thấy á, ông siêu phụ không thấy hay vậy. Mở màn luôn đó. Và bên kia gà lọc cái bụng nữa kìa. Rồi dính rồi, dính rồi. Này dính đó dính rồi. Dính liên tục luôn. Sư phụ là nghe gì sư phụ? Đâu sư phụ có cá có anh phụ đưa lên vô lên thấy mặt sư phụ luôn nè. Dơ lên dơ cá lên hai trăm gram kia nữa là ông núp ông nôm mà núp bung binh kìa đó bên kia khó quay quá hơi xa dịch nữa nè nhà này coi cái kia nha. Dính con rồi sư phụ ơi. Đây. Cắn luôn. Wow, quá đã nha ơi. Cá mập mà. Hên quá. Quá hên nha anh em. Phụ vô nữa rồi. Này tài thiệt. Hả? Rồi thả nó đi vậy. Bắt thả hả? Để thả bắt đâu? Thả vô bầu. Đó. Thấy không? Nhát luôn. Bắt cái chê khó bắt thôi. Bắt kỹ kỹ nha sư phụ ơi. Còn đi bắt cá nữa đó. Đó, mình chỉ làm bụm nữa kìa. Rồi lụm luôn. Khó
khó nuôi. Trời ơi, đủ quá, nước sâu quá. Nước sâu quá, khó. Nước sâu quá bắt được. Ừ, nước sâu quá. Sâu cá gì nó hay lắm nè, đi động cái là nó núp gu, không biết đường luôn. Nó núp nó bơi đi. Gấp quá không bẻ luôn. Quá trời à. Chắc cửa 4-5kg, 5kg á, gần 5kg á. Quá trời à. Yeah.